Xin kính chào các bác quay trở lại với channel của em nha. Hôm nay thì em sẽ phân tích cho các bác tại vì sao sau khi ra 2 năm X7 không hề có xe cũ, xe lướt, xe đủ thể loại bán lại, không có. Không phải là không có mà là rất ít hoặc là bị mua mất. Và đặc biệt xe cũ với xe lướt bây giờ bán giá cực kỳ cao. Hiện tại thì những con xe mà đi 2 năm giờ 2 năm nhá, chỉ ra đợt đầu chưa được 2 năm, gần 2 năm thôi. Tính theo tháng ấy, thì gần 2 năm. Đi đợt đầu giờ bán tầm 700 rất dễ. Quá dễ dàng luôn các bác nhá. Đó, tại vì sao? Ok, bây giờ em nói cái câu chuyện bán xe của người, một người mua một xe mới, bán xe thì thường họ sẽ gặp những lý do nào? Là người ta bán xe. Tại sao người ta bán xe? Ok, cái thứ nhất đó chính là kinh tế. Kinh tế này thì bắt buộc, trường hợp bắt buộc là phải bán. Ok, kinh tế này nó có hai cái. Kinh tế là gia tăng trưởng vượt bậc hoặc là kinh tế xuống dốc là phải bán. Trưởng trường vượt bậc là phải mua con xe gấp nhiều lần, chục lần lên đó, hoặc là 5-6 lần. Và cái tiếp theo đó chính là kinh tế đi xuống là phải bán xe để làm ăn. Ok, tiếp theo đó chính là do nhu cầu thay đổi. Nhu cầu của con xe này là 5 chỗ nhưng mà bây giờ thay đổi lên 7 chỗ thì phải bán, đúng không ạ? Nhưng mà số lượng này rất ít nha các bác nhá. Tại vì trước khi mua xe người ta đã cân nhắc rất là nhiều rồi, nên mua 5 chỗ hay mua 7 chỗ, mình đi cái gì nhiều hơn. Đấy, xong là sau khi mua xe nó có phát sinh vấn đề là mình sử dụng 7 chỗ nhiều hơn. Đấy, nhưng mà nó ít hơn, nó ít, ít lắm, rất ít luôn. Đó. Và cái tiếp theo nữa là không hài lòng về con xe, cảm thấy như đây là một lựa chọn sai lầm, mình cần phải đổi con xe khác và chấp nhận bán đi. Nhưng hiện tại con xe này kể cả lúc bán, vừa mua xong bán đi thì cũng gần như là không lỗ nha các bác nha. Đấy, vấn đề nó là gần như nó không lỗ mà vẫn không có ai bán. Vấn đề đấy mới là quan trọng. Thì em nói luôn theo cái tâm lý của em, mà hiện tại em đang là chủ xe mà em chạy chưa được 4.000 cây đâu, hơn 3.000 cây thôi, thì như này là khoảng 90% những chủ xe là sẽ hài lòng với con xe của mình, gần như họ sẽ không bán lại. Và muốn bán lại thì họ phải đổi xe, mà đổi xe thì phải nhiều tiền hơn, chẳng nhẽ để đổi xe trong cái tầm mà là xuống cấp thì rất khó, đúng không? Trong tầm 1 tỷ hiện tại là, hoặc hơn 1 tỷ một chút xíu, thì con này về tất cả mọi thứ tổng thể nó đang gọi là vô đối nha các bác nha. Đó, nên là chẳng nhẽ bây giờ lại đổi lên con xe mà nó không có sự khác biệt thì nhiều, gần như là không, không thể. Đó, thì phải đổi con xe lên một tầm mấy tỷ. Nhưng mà vừa mua xong đổi xe mấy tỷ, trừ khi là nó vào cái trường hợp thứ nhất là chính là nhiều tiền đấy. Đó, còn đổi con xe mà nó chỉ chênh một xíu tiền thì ít ai đổi lắm. Đó, và cái mấu chốt quan trọng đây là họ hài lòng, họ cảm thấy là đi con xe ok và xứng đáng với tầm tiền bỏ ra. Bây giờ thì trên cái cương vị là em chủ xe, em sẽ nói tại sao con này xứng đáng với tầm tiền bỏ ra nha các bác nha. Cái thứ nhất đó chính là về điều hòa, các bác đã nhìn thấy rõ ràng điều hòa. Điều hòa khá mát, khá mát luôn. Khá mát, dùng một hũ mát nhanh, không có mùi, đặc biệt không có mùi vì nó có lọc. Và trong tầm tiền này thì gần như là không có con xe nào có lọc không khí đâu. Ít lắm, ít con xe có lọc lắm. Nó nên là
về điều hòa gọi là khá là ok, và theo nó kèm theo điều hòa nó có tính năng làm mát ghế quá là ổn trong cái thời tiết nóng bức lên tới 30 độ à 43 độ ngoài trời như thế này, ngồi lại có là mát mát này, sao còn làm mát ghế nữa này, quá là ổn đúng không ạ, còn gì bằng nữa. Tiếp theo à, đó chính là cái không gian rất là rộng và trời rất là nhiều đỏ, thế nên người ta thích con xe, cảm giác là gọi là ngồi nó thoải mái. Thứ nhất về cái làm mát ok, mấy ai cái tiếp theo là cái không gian nó rất là rộng, và đặc biệt là đối với những người mà lần đầu tiên sở hữu xe như em ấy thì có thể lái dễ dàng một tay. Đấy, lái dễ dàng một tay vì vô lăng nó rất là nhẹ, không cần cảm giác phải là đua đủ các loại nặng lủng loại đạp lính lưng các loại, là những thứ đấy không cần thiết. Mà quan trọng nhất là khi lái nó phải ok, khi lái mình đi, khi mà mình đi đường dài hay gì đấy là mình lái nó phải tự tạo dựng cảm giác, nó không gì dùng nhiều quá nhiều lực làm gì cả. Đấy, trừ khi những bác nào sở hữu rất là nhiều con xe rồi bác mới thích cái cảm giác của đạp dính lưng này sóc sóc